Tinh Tinh bắt chước người rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang phòng dịch. Đoạn video ghi lại cảnh một chú Tinh Tinh trong công viên động vật hoang dã ở Trùng Khánh. Tên nam Trung Quốc bắt chước con người rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 đã khiến dân mạng vô cùng thích thú. Chú Tinh Tinh này rất có ý thức phòng dịch, chú bôi xà phòng lên bàn tay và cẩn thận xoa đều các ngón tay của mình. Bên cạnh đó, chú cũng cố gắng đeo chiếc khẩu trang do người trông coi sở thú gửi tặng. Mặc dù việc này có chút khó khăn, người trông coi cho biết chú Tinh Tinh này thông minh hơn những con Tinh Tinh khác. Chú thường quan sát người trông coi sở thú và bắt chước hành động của họ. Video này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Một người bình luận: phải cho những người không tuân thủ quy định phòng dịch xem cái này, một con Tinh Tinh còn có thể làm được điều đó, tại sao họ không thể?